Hello, xin chào mọi người. Thì hôm nay á, mình sẽ giới thiệu cho mọi người mẫu TH3, mẫu nhà phố ngang 8, dài 20.5 tại khu thị Izumi City của Chùa Tiên Long Long nha. Đây là một trong những căn nhà phố có diện tích lớn nhất tại khu thị Izumi City nha mọi người. Thì tại khu thị Izumi City sẽ có 3 cái loại hình nhà phố, đó chính là TH1 là ngang 6, TH2 là ngang 7 và đây là TH3 là ngang 8 nha mọi người. Một trong những mẫu thiết kế khá là đẹp, thiết kế thì kiểu Nhật. Đa số tại khu vực phía đông thành phố Hồ Chí Minh á, rất là nhiều chủ đầu tư là xây dựng những mẫu nhà theo phong cách tân cổ điển nè ha, những phong cách là châu Âu rồi đó. Nhưng mà đối với lại khu thị Nam Long á, thì là hợp tác với Nhật nên thành ra là thiết kế một cái căn có mẫu thiết kế thì kiểu Nhật, nhìn rất là gọi như hòa mình với thiên nhiên á mọi người, nó không có bị bê tông hóa nhiều quá. Mọi người nhìn có thể nhìn nó cái màu sắc có thể làm cho mình dễ chịu hơn, không có bị bê tông hóa quá nhiều nha mọi người. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh đi vô trong xem cái thiết kế của căn ngang 8 và 20.5 này thì sẽ có cái gì nha. Xin mời mọi người. Thì đầu tiên đương nhiên rồi mọi người, thì đến đây sẽ có một cái bãi đậu xe ô tô. Thì được, đây là cái khoảng cách này là 5,6 m nha mọi người. Khoảng cách đậu ô tô là 5,6 m chừa ra cho mình ha. Và ngay bên cạnh là có khoảng sân vườn khá là lớn nha mọi người. Đây, căn này là một căn nhà phố nhưng mà thiết kế không khác gì một căn biệt thự song lập luôn mọi người. Đây nè, thiết kế không khác gì một căn biệt thự song lập nha. Tại vì á, ở khu thị Izumi City được quy hoạch và được nói chung là được quy hoạch và được triển khai rất là bài bản nên thành ra những dãy nhà phố sẽ không có sát nhau hết hoàn toàn mà cách đâu đó vài căn sẽ phải có khoảng hở. Thì đây cũng là một trong những căn như vậy ha. Thì thay vì cái vách tường hai căn nhà này sẽ sát vào nhau thì tại khu thị Izumi City á, thì cách khoảng vài căn thôi. Ví dụ như nãy Mạnh từ căn bên kia, từ căn số 1 mà đến đây là căn số 4 là đã có một cái khoảng hở như vậy để đảm bảo phòng cháy chữa cháy nha mọi người. Một cái khoảng hở khoảng thoáng như vậy vừa để giúp cho nhà mình có một cái không gian mát hơn nè ha, đối lưu gió tốt hơn nè, kèm với đó là đảm bảo phòng cháy chữa cháy nếu như mà có sự cố xảy ra thì những khu vực này sẽ là những nơi để cho gia chủ mình có thể dễ dàng thoát hiểm ha. Một cái không gian cho một căn nhà phố không khác gì một căn biệt thự song lập nha mọi người. Rất là đẹp, có một cái cửa lùa để vô nhà luôn. Và bây giờ hãy cùng Mạnh đi vô bên trong xem cái thiết kế bên trong nha. Căn này có diện tích là 8 x 20.5 và có tổng diện tích là 164 mét vuông đất nha mọi người. Tổng là 160 mét vuông đất. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh đi vô đây ha. Thì đầu tiên đây chính là cái cửa chính ra vô. Cái cửa chính ra vô thì sẽ là trang bị là cửa hai cánh. Cửa hai cánh, một cánh lớn một cánh nhỏ và kèm với lọ. Đây chính là khóa thông minh 4 chức năng nha mọi người, khóa thông minh 4 chức năng. Và đây thì những căn đó mọi người, những căn mà nằm ngay bên cạnh những cái khu vực lỗ thoáng như vậy á, những không gian thoáng như vậy á thì sẽ có diện tích nhà nó nhỏ hơn những căn bình thường nha mọi người. Thường những căn thường á thì diện tích xây dựng của những căn thường đâu đó là lên tới là 224 mét vuông, nhưng mà đối với những căn mà có ngay bên cạnh cái lối thoáng gọi là lối lấy gió thông thoáng này á thì là sẽ có diện tích nhỏ hơn một chút, nhỏ hơn một chút. Nhưng mà mọi người cứ yên tâm nha, tại vì cái căn này bề ngang của nó đâu đó là đã tới là 8 mét rồi nên thành ra là cái diện tích xây dựng của mình nó cũng không có quá nhỏ, không quá nhỏ nha mọi người. Đây thì ngay tại cái cửa lùa này mọi người, cái cửa lùa mà xa xa đó ngay chỗ cửa chính đi vô, gần cửa chính đó chính là khu vực cửa lùa để là phòng khách ha. Còn ngay bên cạnh đây á, ngay bên cạnh cái chỗ chân cầu thang này có một cái cửa lùa nữa. Cái cửa lùa này để ra cái khoảng sân vườn bên hông, đây khoảng sân vườn bên hông và nhìn qua bên kia là cái nhà đối diện nha mọi người. Nhìn nhà đối diện cái khoảng cách đâu đó là chắc cũng khoảng tới 4 m, hơn 4 m nha mọi người, nên thành ra cũng khá là rộng. Và đây là khu vực phía sau, đây chính là khu vực phía sau nhà ha. Khu vực phía sau nhà và phía sau nhà cũng có một cái cửa để ra ngoài. Cái khoảng sân sau này cũng 2 mét và thông hết vào cái sân bên hông luôn, nó kết nối vào cái sân bên hông luôn nha mọi người, nên thành ra là căn này rất là thông thoáng,
rất là thông thoáng. Căn này tính là tới 3 mặt thoáng rồi mọi người, tới 3 mặt thoáng luôn, rất là thoáng. Và bây giờ hãy cùng Mạnh đi lên trên nha, đi lên trên xem cái thiết kế bên trên của căn này. Theo Mạnh thấy diện tích đất lớn nhưng mà cái diện tích xây dựng nó ít thì cũng không sao nha mọi người. Tại vì thường là những căn này là những căn mà ở dạng second home, những mẫu nhà mà gia chủ thì có đôi khi là gia chủ sẽ không có ở chính ở đây, hoặc là nếu như mà thường là những gia chủ mà ở gia đình trẻ nè, với lại là cô chú lớn tuổi thì không cần ở quá rộng thôi mọi người. Theo bạn thấy thì cái căn này diện tích khá đủ. Đây là cái cửa sổ phía sau nè, có hai cửa sổ bên hông. À, tính ra những căn mà nằm bên hông á thì mọi người có rất là nhiều cửa sổ nha. Phía trên tầng trên nè mọi người ơi, có thêm một cái cửa sổ ha, rất là nhiều cửa sổ. Tại vì nếu như mà những căn nhà phố xây liền nhau hết á thì là cái khoảng trống nó rất là ít và nó sẽ không có nhiều cửa sổ. Và đặc biệt nha, những căn như vậy nè, bên hông mình còn có ban công nữa. Bên hông mình có ban công nữa nha mọi người. Đây, nếu như mà mình không có mặt thoáng này thì mình làm sao có ban công được. Hai nhà sẽ sát dách nhau luôn là sẽ không có ban công có mặt thoáng như vậy. Những căn này khá đẹp nha mọi người, khá đẹp nha. Rồi, tiếp tục thì đây chính là một cái ban công phía trước. Đây, để mình cho mọi người xem cái view từ tầng 1 nha. Đây, view khá thoáng đúng không mọi người? View rất là thoáng ha. Cây xanh được chủ đầu tư trồng và chăm chút khá kỹ, kèm với là những hàng rào cũng là được làm cây xanh luôn, nên thành ra là mọi người nhìn thấy khoảng sông, khoảng xanh rất là nhiều, mảng xanh khá là nhiều nha mọi người. Rồi, khá rộng, có một cái ban công nhỏ nhỏ đây ha. Rồi, bây giờ mình cùng lên trên xem tiếp thiết kế bên trên ha. Thì bên trên là sẽ thêm một cái tầng thượng nữa để xem có thiết kế bên trên tầng thượng sẽ thế nào. Trên tầng thượng này cũng được thiết kế là hai cái sân thượng, sân thượng trước và sân thượng sau. Bây giờ hãy cùng mình đi ra sân thượng trước nha. Sân thượng trước khá rộng nha mọi người, sân thượng trước khá rộng, khá rộng. Tính ra cái sân thượng trước này á, những căn mà có kế bên nằm bên cạnh cái đường mặt thoáng á là sẽ có thêm một cái khúc cua đây nè mọi người. Ngay bên cạnh đây có thêm một cái ban công nhỏ nhỏ ở đây. Đây nè, ra bên hông á mọi người. Còn nếu như mà căn này mà không phải mặt thoáng, căn kế bên nhà người ta thì chắc chắn sẽ không có cái này rồi. Nó sẽ không có thêm một cái khúc cua ở đây nữa ha. Còn cái căn này là do vì nó nằm ngay bên cạnh cái khoảng thoáng nên thành ra là nó sẽ có thêm một cái ban công bên hông vậy. Còn đây thì là chủ đầu tư có trang bị một cái miếng ốp như là vách tôn vậy đó, nhưng mà giả gỗ phun từ dưới lên trần luôn. Và Mạnh rất thích cái này nè, rất thích một cái điều là có một cái mái che phía trên. Chủ đầu tư Nam Long thiết kế cho Izumi rất là đẹp nha mọi người. Những cái dự án khác không có đâu nha. Có cái mái che phía trên và có những cái khoảng hở để lấy sáng và lấy nước mưa cũng được luôn nha. Rất là đẹp nha mọi người. Những dự án khác của Nam Long không có cái mái che như vậy đâu nha, không được đẹp như vậy đâu. Rồi bây giờ hãy cùng Mạnh ra phân thử phía sau ha. Sân thượng phía sau cũng lớn nha, được phía sau cũng khá lớn nha, cũng có được ốp tôn ở đây luôn, tôn lên trên trần luôn, cũng có một cái mái đưa ra nữa ha. Những cái dự án khác của Nam Long á là cái mái không bao giờ đưa ra như vậy đâu, nó lên thẳng là nó hết rồi mọi người, nó không có được đưa thêm cái mái nó như vậy đâu. Đây, khá rộng. À, cái ban công phía sau nó cũng thêm cái khoảng L, chữ L ở đây nữa nè. Đó, những căn mà nằm ngay mặt thoáng mọi người thấy không, rất là thông thoáng, không có phải là sát dách nhà người ta nên thành ra nó sẽ có những điểm đặc biệt như vậy ha. Thì đến đây á thì Mạnh cũng xin phép chia sẻ thêm, đó chính là căn này hiện tại đang có mức giá bán trực tiếp chủ đầu tư luôn, đang có mức giá là 9,7 tỷ. Và nếu như mọi người thanh toán ngay nhận nhà luôn sẽ được chiết khấu ngay lập tức 13% nha mọi người.
chứ không ngay lập tức 13% nếu như mà mình thanh toán nhanh, nhận nhỏ luôn và không sử dụng gói vay ưu đãi của chủ đầu tư á, thì mình sẽ được giảm giá ngay lập tức 13%. Còn nếu như mọi người có thể là nhận nhà ngay nhưng mà sử dụng gói vay á, thì sẽ là gói vay ưu đãi là 0% trong vòng 2 năm nha. 0% trong vòng 2 năm. Một cái chính sách rất là tốt. Còn nếu như mọi người vừa sử dụng gói vay, vừa thanh toán theo tiến độ, thì mình có tiến độ thanh toán là 2 năm. Thanh toán 2 năm nha mọi người. Một cái chính sách rất là tốt cho dự án Izumi City. Thì căn này đang có mức giá là 9 tỷ 7. 9 tỷ 7 là mình sẽ mua theo tiến độ và thanh toán sử dụng gói vay thì sẽ được có mức giá là 9 tỷ 7 nha. Còn nếu như mà thanh toán ngay nhận nhà luôn chứ không thì 13% nha mọi người. Mọi người nhớ điều này nha. Thì rồi, nếu như mọi người có quan tâm đến dự án Izumi City và quan tâm đến căn TH3 ngang 8 dài 20.5 và nằm ngay bên cạnh cái khoảng hở thông thoáng như vậy á, thì hãy liên hệ trực tiếp với Mạnh để thêm chi tiết nha. Chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo.